nội soi lấy hai cục pin trong mũi bé gái 6 tuổi. Ngày 14 tháng 2, tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi lấy dị vật là hai cục pin bị cháy khét, nằm ở hai bên mũi bé gái 6 tuổi. Trước đó, trưa 13 tháng 2, bé NTCL, 6 tuổi, ngụ tại huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng, nhập viện trong tình trạng sốt cao, quấy khóc, hai bên mũi thì đau, sưng phù nề và chảy máu. Người nhà cho biết trước đó một ngày, trong lúc ngồi chơi, cháu có nhét hai cục pin vào hai bên mũi. Hôm sau thấy bé khóc và hai bên mũi bị sưng phù nề, kèm theo nghẹt mũi, có chảy máu, nên đưa bé đến bệnh viện kiểm tra. Qua thăm khám và thực hiện nội soi vùng mũi thì bác sĩ phát hiện có hai dị vật là hai cục pin đã cháy khét nằm sâu trong mũi của cháu, gây bội nhiễm. Ngay lập tức ekip bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng phối hợp các bác sĩ phẫu thuật gây mê hồi sức, đưa bệnh nhi vào phòng mổ nội soi lấy dị vật khẩn cấp. Chỉ trong vòng 5 phút, các bác sĩ đã lấy ra hai cục pin có đường kính 1cm. Sau phẫu thuật, bé tỉnh, tiếp xúc tốt, hai bên mũi không chảy máu, không đau, không sưng phù nề, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Bác sĩ Nguyễn Hồng Trứ, trưởng phòng khám tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đây là trường hợp bệnh nhi nhét dị vật là hai cục pin vào hai bên mũi rất nguy hiểm. Nếu không xử trí kịp thời, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là cháy phỏng niêm mạc mũi xoang, niêm mạc cuốn mũi, thậm chí là thủng vách ngăn mũi. Đặc biệt tình huống xấu hơn là nếu lọt vào đường ăn hoặc là đường thở sẽ gây cháy thực quản, thủng đường thở. Do đó, bác sĩ Trứ khuyến cáo các bậc cha mẹ cần lưu ý chăm sóc trẻ cẩn thận, thường xuyên quan sát kỹ, tránh cho trẻ chơi các loại đồ chơi có loại pin nhỏ. Nếu phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường thì phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ chẩn đoán và xử trí kịp thời. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.